Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi tối ngày 7 tháng 6 của Đài Chứng thật số VTC. Tôi là Thanh Huyền. Còn tôi là Đa Lê. Sau đây sẽ là một số những tin tức đáng chú ý. Tìm hiểu cách thức thành phố Hồ Chí Minh xác định và thu thuế 13.500 người bán hàng trên Facebook. Ca sĩ Thu Minh chia sẻ quan điểm không đăng ảnh con trên mạng xã hội để bảo vệ con. Chuyện tối nay tiếp tục bàn về câu chuyện trồng và bảo vệ cây xanh đô thị từ kinh nghiệm của Singapore. Thưa quý vị, hôm nay người dân miền Bắc ra đường trong một tâm thế hoàn toàn khác, không còn hình ảnh người người nhà nhà vội vàng trong những trang phục kín mít từ đầu đến chân, lướt nhanh trên những con đường để tránh nắng. Thay vào đó là sự chậm rãi, thư thái để hít thở bầu không khí trong lành, mát mẻ sau trận mưa đêm qua. Dạng thời tiết dễ chịu này sẽ còn duy trì trong ngày mai mùng 8 tháng 6 trước khi nắng nóng quay trở lại. Trận mưa dông được coi là lớn nhất từ đầu mùa tại Hà Nội vào chiều qua đã làm hạ nhiệt bầu không khí xuống khoảng 10 độ C so với trước. Tuy nhiên, do mưa trên nền nhiệt rất cao nên nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra như gió mạnh, bụi cát mù mịt vào giờ tan tầm, khiến giao thông một số nơi hỗn loạn. Một số tuyến phố của thủ đô bị ngập nhẹ, hai cây xanh đổ ngã khiến một người bị thương và một số phương tiện bị hư hỏng. Hôm nay, mưa vẫn duy trì nhưng không kèm theo tố lốc và gió giật mạnh, nên duy trì dạng trạng thái thời tiết mát mẻ với mức nhiệt cao nhất trong ngày chỉ khoảng 30 độ C. Sang ngày mai, mưa giảm và chỉ xảy ra vào một khoảng thời gian rạng sáng, chiều tối, buổi trưa trời có thể hửng nắng nhẹ, nhưng mức nhiệt không vượt quá 33 độ C. Từ ngày 9 tháng 6 trở đi, nắng sẽ trở lại nhưng sẽ không gay gắt và oi bức như những gì đã xảy ra trong đợt lịch sử vừa qua. Mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ ở mức 35 đến 36 độ. Ngoài ra, hiệu ứng phơn hoạt động yếu hơn hẳn, không đổi gió nóng ẩm ướt như cách đây mấy ngày. Việc ra đường ngày hôm nay của nhiều người dân tại thành phố Hồ Chí Minh lại không thoải mái như người dân tại Hà Nội, thậm chí có người đến trưa cũng chưa tới được công sở bởi họ bị chôn chân trong một vụ tắc đường kéo dài suốt nửa ngày với hàng nghìn chiếc xe nối đuôi nhau thành một hàng dài. Nguyên nhân ùn tắc được cho là do lượng xe container, xe tải đổ vào cảng Cát Lái để giao, nhận hàng quá đông trong khi số xe được vào cảng có hạn, nên hàng nghìn xe phải xếp hàng ra ngoài đường chờ đợi, dẫn đến tình trạng ùn. Nhiều tài xế dừng chờ tại đây từ lúc nửa đêm nhưng vẫn chưa đi được nên phải ngủ lại trên xe hoặc xuống đường ngồi chờ. Các phương tiện gần như chôn chân tại chỗ, nhiều tài xế ngán ngẩm vì chờ đợi trong khi hàng cần được giao gấp cho khách. Do đường Đồng Văn Cống kẹt cứng, kéo theo đại lộ Mai Chí Thọ và xa lộ Hà Nội cũng bị ảnh hưởng trầm trọng, khiến rất nhiều người bị trễ giờ học, giờ làm sáng nay. Dù đã có nhiều giải pháp được đưa ra để giảm tải cho giao thông vào cảng Cát Lái, nhiều tuyến đường được nâng cấp, nhưng tình trạng ùn tắc vẫn chỉ một ngày nghiêm trọng hơn. Vợ chồng đôi khi cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt là chuyện thường tình. Nhưng vì mâu thuẫn mà dẫn đến hành động giết cả gia đình và đốt nhà thì quả là câu chuyện đau lòng. Một vụ việc với nghi vấn nguyên nhân như vậy đã xảy ra ở tại thành phố Cam Ranh của tỉnh Khánh Hòa vào tối qua mùng 6 tháng 6. Theo người dân, vào thời điểm trên, họ phát hiện căn nhà cấp 4 ở phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh của vợ chồng ông Dương, bà Lý bùng cháy dữ dội. Hàng xóm hô hoán dập lửa nhưng căn nhà khóa trái cửa nên không ai tiếp cận được. Cảnh sát chữa cháy được điều động đến ứng cứu. Khi phá cánh cửa, họ thấy ông Trần Hải Dương, 39 tuổi, cùng với vợ là Nguyễn Thị Lý, 40 tuổi và một bé trai 13 tuổi là con riêng của bà Lý đã tử vong. Thi thể cháy xém, nhiều vật dụng bị thiêu rụi. Nhiều người cho biết ông Dương và bà Lý mỗi người đều từng có cuộc hôn nhân tan vỡ. Vài năm trước cả hai kết hôn với nhau. Gần đây thì hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên bà Lý ở với con trai riêng. Lực lượng chức năng cũng xác nhận, chiều cùng ngày xảy ra vụ cháy, ông Dương tìm vợ để nói chuyện. Nhưng mâu thuẫn đã xảy ra, người đàn ông này có thể đã đâm gục hai mẹ con bà Lý, sau đó tự khóa trái cửa rồi châm lửa tự thiêu. Trong một chương trình Chào buổi tối gần đây, chúng tôi đã đề cập tới tình trạng trục lợi bảo hiểm xã hội khi có không ít người coi đi khám bệnh là một nghề. Qua 4 tháng đầu năm nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết có gần 2.800 lượt người, trong đó có số lượt khám bệnh trung bình từ 50 lần, có trường hợp đi khám 123 lần, tức là ngày nào cũng đi khám bệnh. Dù phát hiện hành vi trục lợi nhưng cơ quan bảo hiểm mới đây chỉ xử lý được một trường hợp. Theo đó, một người dân tại thành phố Hồ Chí Minh đã phải trả lại 9 triệu đồng vì đi khám bệnh quá nhiều lần. Theo cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, một bệnh nhân 47 tuổi ở tại quận 8 đã lợi dụng quy định khám bệnh bảo hiểm y tế thông tuyến để đi khám rất nhiều lần tại bệnh viện khác nhau trên địa bàn thành phố.
Qua kiểm tra trên hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế cơ quan, Bảo hiểm xã hội đã phát hiện từ cuối tháng 6 năm 2016 đến khoảng giữa tháng 1 năm 2017, bệnh nhân này đi khám bệnh tới 319 lần. Sau khi phát hiện vụ việc, Bảo hiểm xã hội thành phố đã mời người này về làm việc. Người này cam kết sẽ không vi phạm các quy định về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đồng thời sẽ trả lại số tiền đã lạm dụng từ việc đi khám bệnh nhiều lần thời gian qua. Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, sau khi nộp lại tiền, bệnh nhân này đã không còn thoái thác việc đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tràn lan như trước nữa. Có thai là phải ăn cho hai người, có lẽ chính là câu nói mà những bà bầu được nghe nhiều nhất trong suốt 9 tháng thai nghén. Tuy nhiên, lời khuyên vốn được cho là bổ ích này có thực sự đúng đắn hay không? Những thông tin mà chúng tôi sắp chia sẻ ngay sau đây sẽ giúp cho quý vị và các bạn trả lời được câu hỏi này. Theo một nghiên cứu mới của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, chỉ tính riêng năm 2016, đã có một nửa số thai phụ ở nước này được xếp vào nhóm những người béo phì. Theo các chuyên gia, tình trạng ăn quá nhiều và béo phì này vô cùng nguy hiểm, bởi các điều kiện trong tử cung vốn chịu ảnh hưởng từ chế độ ăn của người mẹ, có thể gây ra những tác động dài lâu đến việc kiểm soát khẩu vị hoặc là sự tích trữ mỡ của đứa trẻ chưa chào đời. Trong khi đó, béo phì có thể cướp đi tới 9 năm tuổi thọ của một con người và làm tăng nguy cơ họ bị các vấn đề về sức khỏe, bao gồm cả tiểu đường, bệnh tim, đột quỵ, vô sinh, trầm cảm và một số dạng ung thư. Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh cảnh báo quan điểm truyền thống về việc bà bầu nên ăn cho hai người là rất nguy hiểm. Các chuyên gia cho rằng bà bầu không cần phải tăng lượng calo hấp thụ mãi cho tới tận 3 tháng cuối của thai kỳ, khi họ chỉ cần tăng thêm 200 calo một ngày, tương đương với một chiếc bánh sandwich nhỏ. Bên cạnh quan niệm ăn cho hai người, rất nhiều bà bầu còn mắc phải nhiều quan niệm truyền thống sai lầm khác trong quá trình mang thai. Ví dụ, trong những tháng đầu tiên của thai kỳ, các bà bầu thường cho rằng nên nhịn ăn để hạn chế tối đa việc nôn ói. Tuy nhiên, đây không phải là một cách tốt để hạn chế nôn ói, bởi vì nhiều bà bầu không ăn uống đủ chất thì bé sẽ không nhận được nguồn dinh dưỡng thiết yếu và khó có thể phát triển tốt được. Vâng, một quan niệm sai lầm khác nữa đó chính là việc kiêng khem trong ăn uống, như là ăn ốc thì con sẽ lắm dãi, hay là ăn mít thì con sinh ra sẽ bị nhiều rôm sẩy, chốc lở, hay là ăn mía thì con sẽ cứng đầu và đẻ khó, ăn thịt trâu thì lạnh, còn ăn thịt chó thì nóng, ăn cơm cháy khi đẻ sẽ dễ bị sót rau, ăn thịt gà thì mẹ dễ bị nổi da gà chẳng hạn. Thậm chí là có nhiều người đi trước thì cấm tiệt sản phụ không được đụng đũa vào các món ăn đó. Rõ ràng đó là những quan niệm truyền miệng và không xuất phát từ bất kỳ một nghiên cứu khoa học nào. Và hậu quả của sự kiêng khem quá mức này là cơ thể sản phụ bị thiếu chất, trở nên yếu ớt và ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi. Vâng, và còn một quan niệm khác cũng phổ biến không kém, đó chính là ăn nhiều trứng ngỗng sẽ giúp những đứa trẻ trở nên thông minh hơn. Thực tế, hàm lượng các vitamin trong trứng ngỗng ít hơn trứng gà. Mặt khác, trứng ngỗng có nhiều cholesterol và dầu lipid, những chất không có lợi cho sức khỏe của phụ nữ có thai. Mới đây, 13.500 chủ tài khoản Facebook là những người có hoạt động kinh doanh trên Facebook đã được các chi cục thuế tại thành phố Hồ Chí Minh gửi thư mời đến làm việc để thực hiện kê khai nộp thuế. Tuy nhiên, cơ quan thuế làm thế nào để xác định 13.500 trường hợp này và sẽ tiến hành thu thuế ra sao? Đến lúc này vẫn là thắc mắc của rất nhiều người. Cơ quan thuế thành phố Hồ Chí Minh cho biết trước mắt sẽ dựa vào hệ thống dữ liệu lọc những tài khoản có hoạt động kinh doanh, sau đó lọc tiếp một lần nữa để xác định những tài khoản chưa đăng ký kinh doanh. Cơ quan thuế sẽ tiếp tục để làm rõ nếu việc kinh doanh này được duy trì dài lâu thì sẽ vận động đăng ký và kê khai đầy đủ. Công việc này sẽ được giao cho các chi cục thuế quận, huyện thực hiện. Sau đó, cơ quan thuế sẽ thực hiện các bước xác định doanh thu để tiến hành tính thuế. Chỉ những trường hợp có doanh thu trên 100 triệu đồng một năm mới phải nộp thuế. Nhưng trên thực tế thì việc quản lý để thu được khoản thuế của những người bán hàng trên mạng xã hội hiện nay đang là vấn đề thách thức với các cơ quan chức năng. Nhiều ý kiến cho rằng việc thu thuế dù được áp dụng thì cũng không hề đơn giản, bởi giao dịch hiện chủ yếu bằng tiền mặt, rất khó giám sát. Thống kê cho thấy 80% các đơn hàng được thanh toán dưới hình thức giao hàng trả tiền. Trong khi đó thì việc kê khai thuế với những trường hợp kinh doanh nhỏ lẻ lại thực hiện theo hình thức tự khai và tự tính, hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự nguyện của người bán. Thưa quý vị, đã là cha là mẹ, ai cũng đều mong muốn đứa con yêu quý của mình có thể trở thành một người giỏi nhất và tốt nhất. Và chắc hẳn ai cũng sẽ làm tất cả những gì có thể để biến điều đó thành hiện thực. Thế nhưng liệu việc cha mẹ tự biến mình thành một chiếc trực thăng bay quanh con suốt cả ngày thì có phải là một cách nuôi dạy con khoa học và hiệu quả hay không? Câu trả lời là không. Bộ Giáo dục Singapore mới đây đã đưa ra một bộ tranh khá ấn tượng để cảnh báo về quan niệm dạy con sai lầm này của nhiều phụ huynh.
Có một thực trạng hiện nay là nhiều bậc phụ huynh sẵn sàng tranh luận với giáo viên khi con được điểm kém, làm hộ bài tập về nhà cho con rồi luôn bao bọc con vô điều kiện. Tuy nhiên đó là quan điểm sai lầm. Lời khuyên mà Bộ Giáo dục Singapore đưa ra là các phụ huynh hãy để cho các con thấy được chúng chưa đủ tốt, biết lo lắng về nhiệm vụ của chúng hay thậm chí là bị tổn thương lòng tự trọng. Để làm được điều này, Bộ Giáo dục Singapore đưa ra 4 giải pháp. Đầu tiên là để các con tự làm bài tập, bố mẹ chỉ hướng dẫn chứ không làm thay. Thứ hai, không đặt nặng lên vai con về thành tích, thay vào đó chỉ động viên các con cố gắng hết sức. Thứ ba, để các con tự đứng trên đôi chân của mình. Nếu con quên bài tập ở nhà, hãy để con phải đối mặt với hậu quả và các hình phạt của thầy cô. Và cuối cùng, hãy để các con thấy, phải chấp nhận thất bại. Cha mẹ hãy chỉ cho con biết cách đứng lên từ những thất bại của bản thân. Những lời khuyên của Bộ Giáo dục Singapore đã nhanh chóng được mọi người ủng hộ với hơn 1,3 triệu lượt thích và hơn 1,3 triệu lượt chia sẻ chỉ sau 3 ngày đăng tải trên mạng. Chúng ta đều biết là theo luật trẻ em năm 2016 vừa có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 vừa qua, thì việc cha mẹ đăng hình ảnh hoặc là bảng điểm của con lên mạng có thể là phạm pháp, cụ thể là vi phạm quyền riêng tư của trẻ. Tuy nhiên ngay sau đó thì nhiều phụ huynh lại tích cực đăng ảnh con hơn và kèm theo đó là dòng chú thích là đã xin phép con. Thậm chí có một số ông bố bà mẹ còn đăng lên mạng một bản thỏa thuận với nội dung là con cho phép bố mẹ đăng ảnh. Và dường như là họ không nhận thức được rằng quy định trên có mục đích chính là bảo vệ sự an toàn cho chính những đứa trẻ. Vâng, đó là bởi nhiều người cho rằng con họ đẻ ra và họ muốn làm gì với chúng là quyền của họ. Nhất là với tâm lý con cái là niềm tự hào, nên các bố mẹ bây giờ rất tích cực khoe ảnh của con xinh, con đẹp và khoe thành tích của con. Tuy nhiên nếu để ý quý vị sẽ thấy những người nổi tiếng họ hầu như hoặc là không bao giờ khoe ảnh của con. Có những bé là con nghệ sĩ dù đã trên dưới 10 tuổi mà công chúng vẫn chưa từng một lần biết mặt. Và ca sĩ Thu Minh là một trong những bà mẹ của showbiz Việt nói không với việc đăng ảnh con trên mạng xã hội, bởi chị cho rằng đây là một trong những cách bảo vệ con trước các mối nguy hiểm tiềm ẩn. Xin chào ca sĩ Thu Minh. Trong một buổi họp báo tại thành phố Hồ Chí Minh, Thu Minh có kể một câu chuyện là chị đã phải đuổi theo một người đã chụp bức ảnh của con mình và bảo họ xóa lại. Đây có phải là hành động mà một bà mẹ bảo vệ con trước mạng xã hội không ạ? Con trai của Minh thì Minh muốn bé có một cái sự phát triển nó bình thường, với cả thật sự rằng là Minh cũng thấy cầm một số những cái tấm gương rồi. Ví dụ như là một người bạn của Minh bỏ hình con lên trên mạng, nhưng mà rõ ràng một triệu người yêu thì cũng phải có một vài người đó comment những cái lời nói mà vô văn hóa. Thì thật sự là một người mẹ, người cha, nói thật, mình có thể chịu thiệt thòi, nhưng mà mình nghe thấy một hai lời mà không hay thì tự nhiên mình sẽ máu nóng trỗi dậy ngay, đôi lúc mình sẽ mất bình tĩnh. Cho nên là mình không muốn đặt mình ở trong cái vị trí đó. Cho nên tốt nhất rằng là viên ngọc của mình thì mình biết là được rồi. Đưa những hình ảnh của con mình lên mạng xã hội thì nhiều bậc phụ huynh nghĩ rằng đó chỉ là những chia sẻ, những kỷ niệm hay là những khoe những hình ảnh của con mình thôi. Nhưng họ đâu biết rằng không chỉ ảnh hưởng đến con trẻ của mình mà còn tiềm ẩn những nguy cơ rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Bởi vì xã hội bây giờ rõ ràng đấy, rất là nhiều những cái mối nguy hiểm đến từ mạng xã hội luôn. Và bản thân những nhà tâm lý xã hội họ cũng nói rằng là không nên bỏ hình của con mình lên mạng xã hội quá nhiều. Nhất là những cái hình ảnh mà ví dụ như là đang cho bé tắm hay là những cái hình ảnh gì đó nó mang tới. Bởi vì thật sự bây giờ mình cũng không biết được nào mà lường được, trong khi những cái tiếng chuông cảnh báo rất là nhiều trong những cái thời gian qua về những cái trường hợp trẻ em bị ấu dâm. Thì mình nghĩ rằng là cái điều này là cái điều mà chúng ta không thể nào mà xem là bình thường được nữa. Và phải có một cái sự để tâm vào cách bảo vệ con cái riêng của mình. Vâng, nhiều bà mẹ thì không muốn công khai hình ảnh con mình trên mạng xã hội là để bảo vệ chính con em của họ. Nhưng với các bà mẹ nổi tiếng, ví dụ như chị Thu Minh chẳng hạn, thì chắc hẳn là còn phải khắt khe hơn và còn cẩn thận hơn nữa, đúng không ạ? Mình có một thói quen, mình lên trên mạng, mình xem nhiều quá thì vô tình mình cứ đọc toàn những thấy sự tiêu cực thôi. Mà mình đọc nhiều nó cũng ám ảnh vào trong đầu của mình á. Đâm ra mình sợ hết tất cả mọi thứ. Và đâm ra bản thân mình cũng lo lắng, rồi mình cũng nhìn cuộc sống nó quá là bi quan. Đó là từ chiều hướng từ phía Minh, nhưng mà Minh cũng muốn rằng là chiều hướng từ phía em bé. Thì Minh muốn bé lớn lên và có một cái
cái xu hướng suy nghĩ bình thường. Thậm chí là mình cũng không muốn để cho con mình biết rằng là mình nổi tiếng như thế nào, để giữ được cái bao lâu thì giữ. Và mình cũng không muốn bé bị trở nên nổi tiếng, để đâm ra từ bản thân bé cũng có thể rằng là được mọi người yêu ái hoặc là được mọi người nhắc đến nhiều, bé sẽ có những cái suy nghĩ mà nó ỷ lại, hoặc là nó được những cái sự yêu ái từ mọi người quá, đâm ra cũng không tốt cho cái sự phát triển của bé. Vâng, xin được cảm ơn chị Thu Minh. Thưa quý vị, những ngày vừa qua Hà Nội đã trải qua đợt nắng nóng lịch sử trong vòng 46 năm. Đi đường giữa cái nóng 42 độ C, chúng ta mới thấy giá trị của những bóng mát mà các hàng cây mang lại. Nhưng có một thực tế là hiện nay thủ đô của chúng ta đang thiếu cây xanh trầm trọng, khi mà tỷ lệ cây xanh ở đô thị ở Hà Nội chỉ bằng 1/5 đến 1/10 tiêu chuẩn của thế giới. Còn theo một nghiên cứu của tạp chí Nature thì Việt Nam hiện cây xanh đứng thấp thứ nhì Đông Nam Á với mật độ là 103 cây trên một người. Nếu nhìn sang quốc gia rất gần trong khu vực, đó là Singapore, thì chúng ta có thể thấy là hiện gần một nửa quốc đảo này đã được phủ kín bởi cây xanh. Và có được điều này là do tầm nhìn của cố thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu từ nhiều chục năm trước. Trong tiểu mục chuyện tối nay, hôm nay chúng ta sẽ cùng xem cụ thể đảo quốc sư tử đã làm gì để có được một màu xanh phủ khắp hòn đảo này như hiện nay, và bài học kinh nghiệm cho Hà Nội là gì. Và trước khi gặp gỡ để cùng nghe những chia sẻ của một khách mời, một người đặc biệt am hiểu các chính sách của cố lãnh đạo Singapore Lý Quang Diệu, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với một vài hình ảnh và con số ấn tượng sau đây. 25 năm trước, cây xanh chỉ chiếm 1/3 diện tích của quốc đảo Singapore. Nhưng 25 năm sau, gần một nửa quốc đảo này đã được che phủ bởi một màu xanh. Chính phủ Singapore vẫn thấy điều này là chưa đủ. Một lộ trình xanh cho 10 năm tiếp theo đã được xây dựng theo phương châm. Một là quản lý quy hoạch nghiêm minh, tôn trọng thiên nhiên. Hai là không để một tấc đất trống, tận dụng không gian để xanh hóa. Ba là không bê tông hóa tràn lan. Về nguyên lý, cứ 20 đến 50% diện tích của khu vực được phủ xanh thì nhiệt độ tại đó sẽ giảm từ 3,3 đến 4,8 độ C. Singapore đang có một kế hoạch đầy tham vọng muốn chuyển thành phố với những khối bê tông thành thành phố xanh nhất thế giới. Ngoài việc trồng cây xanh thì chính phủ Singapore còn muốn biến những ngôi nhà bê tông cao ngất trời thành những ngôi nhà xanh sản sinh ra khí oxy. Vì vậy mà Singapore, mặc dù là thành phố ở vùng nhiệt đới nóng ẩm, thế nhưng vẫn luôn là điểm đến thu hút hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Trở lại với trường quay của Chào Buổi Tối, xin được giới thiệu khách mời ngày hôm nay chính là anh Nguyễn Cảnh Bình. Anh là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Sách Omega, đơn vị mới đây đã cho ra mắt bộ sách hồi ký Lý Quang Diệu. Và xin cảm ơn anh Bình đã tham gia chương trình Chào Buổi Tối của chúng tôi ngày hôm nay. Chọn bộ sách hồi ký Lý Quang Diệu thì dày tới hơn 1.500 trang và kể về câu chuyện phát triển của Singapore từ một quốc gia thuộc thế giới thứ ba và dưới sự chèo lái của chính phủ do cố Thủ tướng Lý Quang Diệu lãnh đạo thì đã vươn lên vị trí hàng đầu thế giới, trở thành một con rồng châu Á và là một quốc đảo xanh. Vậy thì xin được hỏi là cụ thể triết lý phủ xanh của nhà lãnh đạo Lý Quang Diệu là gì? Cảm ơn chị. Ông Lý Quang Diệu, ông ấy mong muốn rằng là xây dựng một đất nước Singapore xanh, sạch, văn minh, hiện đại, là một nơi đáng sống đối với mọi người dân, không chỉ đáng sống ở GDP, ở thu nhập đầu người, mà ở cả cái môi trường cuộc sống. Ông còn muốn tạo dựng ra một cái môi trường hấp dẫn với những người nước ngoài đến sinh sống tại Singapore. Vâng. Và ông Lý Quang Diệu tin rằng là cây xanh sẽ làm giảm bớt đi sự khắc nghiệt của quá trình đô thị hóa. Vâng. Ông tin rằng là cây xanh thì sẽ làm cho môi trường đất nước thuận lợi hơn cho đời sống sinh hoạt của người dân ở đảo quốc này và cũng làm đẹp hơn cho thành phố nữa. Cụ thể thì Singapore đã làm những gì để có được một đất nước đẹp và hiện đại như hiện nay? Với một tầm nhìn như vậy thì ngài Lý Quang Diệu đã thực thi một cái chính sách mà tôi cho rằng là rất là quyết liệt, rất là mạnh mẽ. Khi mà có một cái tầm nhìn, có một cái triết lý, có một cái nguyên lý như vậy thì ông đã mời một nhà khoa học người nước ngoài đến quy hoạch, tự ông quyết định như việc đó, chọn một người khoa học nước ngoài đến quy hoạch toàn bộ xem là thổ nhưỡng đất nước Singapore như thế nào, với một cái vùng đất mà còn xa hơn so với thành phố Hồ Chí Minh, gần với Xích Đạo hơn, luôn luôn nóng nực, thứ là như vậy, thì cần phải trồng những cây gì với một cái môi trường như vậy. Và ông kiên quyết thực hiện được những cái chính sách đó. Tôi luôn luôn nghĩ rằng là với một cái nhà lãnh
đạo mà mạnh mẽ, cứng rắn và rất là quyết tâm, đầy quyết tâm như Lý Quang Diệu. Ông đã có năng lực để thực thi được cái chương trình đó trong hơn, tôi nhớ là khoảng đâu 10 và 15 năm để có thể thực thi quá trình xanh hóa Singapore. Vâng. Và chắc chắn là trong quá trình thực hiện mục tiêu xanh hóa đất nước đó thì ông Lý Quang Diệu đã vấp phải vô vàn những khó khăn, bởi vì dường như là quá trình đô thị hóa, quá trình phát triển đất nước xã hội sẽ luôn luôn phải đi kèm với bài toán là đánh đổi môi trường. Đương nhiên rồi, nhưng mà tôi lại nghĩ thế này, khi mà tôi đọc cái cuốn sách và những cái tâm sự của ngài Lý Quang Diệu, ông không nói nhiều về những cái khó khăn. Tôi nghĩ rằng là với những nhà lãnh đạo mạnh mẽ, họ luôn luôn nhìn thấy và tìm ra được những cái điểm lợi ích và tìm cách thuyết phục người dân Singapore ủng hộ. Đấy là cái điểm mấu chốt nhất. Những cái sự chống đối hoặc là những cái cản trở, những cái khó khăn nếu có được, thì với một cái nhà lãnh đạo có tầm nhìn thông minh và đầy khôn ngoan như ông Lý Quang Diệu, ông đã nỗ lực thuyết phục được cái người dân của mình. Ông ban hành những cái đạo luật quy định cái việc mà trồng cây xanh là như thế nào, tiến hành cái quá trình là cả đào tạo, giáo dục đối với cả những trẻ em, đối với người dân Singapore, và ra những cái quy định về mặt hình phạt, giống như nó tương tự như kiểu là nhổ kẹo cao su ngoài đường á, thì với cây xanh thì phải bảo vệ như thế nào và có những cái hình phạt đối với như vậy. Vâng, mỗi một quốc gia, mỗi một đất nước thì sẽ có những cái điều kiện khác nhau. Và tất nhiên là ngay kể cả trong một quốc gia đi chăng nữa thì trong nhiều giai đoạn cũng sẽ có những cái sự khác biệt. Thế nhưng mà với cái bài học của Singapore thì anh nghĩ rằng chúng ta Hà Nội có thể học tập được gì ạ? Rõ ràng, tôi xin kể thêm như thế này. Ngài Lý Quang Diệu muốn Singapore là một hình mẫu không chỉ đối với quốc gia của mình. Ông ta còn mong muốn rằng Singapore trở thành một hình mẫu cho những quốc gia lân cận. Những lần mà Thủ tướng Mahathir Mohamad của Malaysia sang Singapore, hay là những nguyên thủ lãnh đạo, những nhà lãnh đạo của Thái Lan sang, thì trong cuốn sách đều nói rằng là họ đều học tập, họ đều mang những cái ý tưởng, những cái tư tưởng, những cái tinh thần của Lý Quang Diệu mang về đất nước, và phần nào đó, một phần nào đó cái việc xanh hóa của Bangkok cũng là học theo, được truyền cảm hứng và được học theo từ ngài Lý Quang Diệu. Thế quay lại đối với Hà Nội thì tôi tin rằng là chắc chắn những nhà lãnh đạo của chúng ta hoặc đất nước chúng ta và người dân thì đều mong muốn, đều có thể học hỏi được từ cái nguyên lý đó, từ cái cách thức mà xanh hóa của Singapore. Và tôi nghĩ rằng là chúng ta đều mong muốn và đều chung nhau với một cái mong muốn, một khát vọng như vậy. Tôi nghĩ rằng có thể thực hiện, có thể học hỏi được. Vâng, Hà Nội thì đang có cái mục tiêu là phấn đấu trồng 1 triệu cây xanh. Và tất nhiên là việc trồng thì đã khó rồi, nhưng việc bảo vệ giữ gìn nó thì lại càng khó hơn. Vậy thì không biết là ở Singapore thì chúng ta có cái bài học nào cho việc bảo vệ cây xanh hay không? Tôi nghĩ rằng gốc gác đi ban đầu ấy, tính là những cái nhà lãnh đạo. Gốc gác tôi luôn luôn nghĩ rằng là để có thể thực hiện được thì ngoài những phong trào, ngoài những quy định, ngoài những luật pháp thì những nhà lãnh đạo. Tôi thấy rằng là đi những cái khu di tích lịch sử, những địa danh, những đình chùa, tôi nhìn thấy những cây ghi tên những nhà lãnh đạo chúng ta rất là nhiều. Nhưng tôi nghĩ rằng là họ không chỉ là đứng tên, không chỉ ghi cái tên, cái bảng hiệu của tên mình ở những cái di tích ở như vậy. Những người lãnh đạo của chúng ta cần phải lên tiếng, cần phải có những chính sách, cần phải có những cái hành động biện pháp cụ thể, thường xuyên hoặc là mang rất là bình dị. Không nhất thiết là lúc nào nhà lãnh đạo cũng phải chờ một ai đó mà có thể đưa ra cho mình cái cây sẻng, một cái sẻng để mà trồng ở những cái khu di tích, ngay cả những cái đường phố bình thường. Hãy coi nó như là một cái nguyên lý sống của mình, một cái nguyên tắc sống của bản thân mình, chứ không chỉ là coi nó như một cái trực trồng cây, như một cái hình ảnh, như một cái biểu tượng, mà coi nó như một thói quen. Vâng, và nhân đây thì cũng muốn được hỏi anh mình là theo anh thì điều gì là quan trọng nhất trong tư duy của lãnh đạo để có thể biến Hà Nội trở thành một thành phố xanh? Tôi nghĩ thế này, bản thân cái nhà lãnh đạo của chúng ta phải coi đó như một nguyên tắc sống. Nó giống như thể là việc phát triển một quốc gia, môi trường như một cái nguyên tắc sống, chứ không chỉ coi nó như một biện pháp, như một chính sách thu hút sự ủng hộ của người dân, hay là một cái xây dựng cái hình ảnh của cá nhân, mà hãy coi đó là một cái nguyên tắc sống của mình. Thì như vậy thì những nhà lãnh đạo mới có thể thực hiện được. Tôi cho là cái gốc khác là ở mức độ là như vậy. Vâng, và hiện nay thì cả nước ở Hà Nội nói riêng cũng như là cả nước chúng ta nói chung thì hàng năm cũng vẫn có những đợt phát động trồng cây xanh hàng năm đều đặn. Và theo anh thì những đợt phát động trồng cây xanh này đã thực sự mang lại hiệu quả hay chưa? Rõ ràng là chưa rồi, chúng ta đều nhìn thấy việc trồng cây xanh ở Việt Nam rõ ràng là chúng ta kém hơn nhiều so với những quốc gia trong khu vực, và đặc biệt là so với Singapore thì chúng ta còn xem xa nữa. Những đợt phát động như vậy nó nhiều khi cũng mang tính phong trào, như các bạn đều nhìn thấy. Nó chưa trở thành một cái thói quen, trở thành một cái hoạt động mà thực sự gắn với nhà lãnh đạo hay gắn với những người dân, gắn với những cái thói quen và những cái nguyên tắc sống của những người bình thường. Cái đó nó cần phải được là đào tạo, cần phải trở thành một cái thứ mà tôi cho rằng là có bốn cái tiêu chí, bốn cái thứ mà chúng ta cần phải làm. Một là cần những nhà lãnh đạo. Thứ hai nữa là cần một cái chính sách, một cái quy hoạch nó minh bạch, rõ ràng để mọi người dân cùng nhìn thấy được cái việc như vậy. Vấn đề thứ ba nữa là giáo dục. Cuối cùng đấy là những hình phạt, những luật pháp để có thể chế tài, bắt ép những người dân phải thực hiện theo.
Vâng, vậy thì những chế tài ở Singapore để họ có thể giữ gìn được một thành phố xanh như vậy là gì ạ? Tôi nghĩ rằng là ở Singapore ấy, cũng tương tự như kiểu là nhổ kẹo cao su ra ngoài đường. Những cái đấy là đều là những hình phạt, phạt về tiền. Hoặc nếu nặng nề hơn, anh có thể phải vào trong tù, vào trong bị giam giữ một vài ngày nào đó. Và tôi nghĩ rằng là có một cái quy định mà tôi nghĩ là nên áp dụng được ở Việt Nam rất hấp dẫn. Đây là cứ chặt một cây xanh ấy, thì vì lý do nào đấy, tất nhiên chúng ta sẽ chọn những cái lý do có thể hợp lý đi, kể cả những lý do hợp lý, thì phải trồng bù 3 cây đến 5 cây đến 10 cây để bù lại những cái thứ như vậy. Tôi nghĩ đấy là một cái chính sách mà vô cùng hay. Nếu mà chúng ta, đương nhiên là chúng ta trong cái quá trình đô thị hóa, chúng ta cũng phải chặt những cái cây mà nó già, nó vướng víu hoặc là nó cản trở những cái vấn đề về giao thông. Thế thì quy định nó biến thành luật pháp là cứ chặt một cây dù là hợp lý thì anh phải trồng bù 3 đến 5 cây gì đó. Vâng. Tôi cũng được biết rằng là ở Singapore thì với những công trình được xây dựng lên thì các nhà đầu tư sẽ có một cái mức chấm điểm cho từng công trình đó, xem là cái mức độ ảnh hưởng của công trình đó tới môi trường là bao nhiêu, và nếu mà điểm mà càng cao cho các công trình, tức là họ càng ít ảnh hưởng đến môi trường bao nhiêu thì họ lại càng nhận được những ưu đãi từ chính phủ, đúng không ạ? Và đó cũng là một chính sách rất tốt để các doanh nghiệp hay là các đơn vị xây dựng sẽ... Vâng, đương nhiên. Những cái tức là chính phủ Singapore luôn luôn sáng tạo, luôn luôn nghĩ ra những cái biện pháp, những cái giải pháp mới trong mỗi một cái giai đoạn, đều nghĩ ra những cái cách thức khuyến khích không chỉ là những người dân đâu mà kể cả những cái doanh nghiệp trong cái việc mà xanh hóa. Bởi vì tôi tin rằng là chính phủ ngay cả bây giờ thì rõ ràng là Singapore đang mong muốn trở thành một thành phố thông minh, một thành phố xanh, thì những chính sách như vậy thường xuyên họ được thực hiện và họ sẽ luôn luôn đổi mới nó. Và đó cũng là một trong số những chính sách mà chúng ta nên học tập, bởi vì tôi thấy rằng là chúng ta hiện nay vẫn chưa chú trọng lắm đến điểm của doanh nghiệp trong việc là không tàn phá môi trường nơi mà họ xây dựng nhà máy và các công trình, đúng không ạ? Chúng ta học rất nhiều, cần học rất nhiều điều của Singapore. Một lần nữa xin cảm ơn anh Cảnh Bình đã tới với trường quay Chào Buổi Tối với những chia sẻ rất là hữu ích và sâu sắc. Thưa quý vị, bằng tầm nhìn và chiến lược hợp lý cùng với ý chí kiên trì trong quá trình thực hiện, thì cố Thủ tướng Lý Quang Diệu đã đưa Singapore từ một đất nước ở thế giới thứ ba trở thành một quốc đảo được cả thế giới ngưỡng mộ. Và trong phần kết của chuyện tối nay thì xin được một lần nữa nhấn mạnh rằng cây xanh mới thực sự là chiếc điều hòa tốt nhất cho một đô thị. Và một đô thị xanh thì chắc chắn sẽ mang lại sức khỏe và tâm hồn tốt hơn cho người dân sống trong đô thị đó. Và chương trình Chào Buổi Tối ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.